Thật sự là trận đấu ngày hôm nay về chuyên môn thì so với các trận đấu trước thì cái chuyên môn chất lượng sẽ không bằng. Các bạn cũng thấy thì về cái con người của chúng tôi có những sự xáo trộn, đặc biệt là ngoại binh thì là có những xáo trộn về sự cái vận hành của các cầu thủ chúng tôi nó không được tốt như là các trận đấu trước. Cũng một cái đặc thù là ngày hôm nay với đối thủ Sông Long An thì họ sẽ đá phòng ngự nhiều hơn là các đối thủ chúng tôi vừa qua. Anh nghĩ đây là một chiến thắng may mắn của đội mình không ạ? Rất nhiên thì rất phải may mắn, cho bóng đá cần có sự may mắn. Thì giống như những trận đấu trước chúng tôi cũng vậy, cũng đã để gỡ thua những phút cũng gần hết giờ. Thì tôi thật sự là phải cần, nó thật sự bóng đá phải cần sự may mắn. Và hôm nay thì sự may mắn nó đã đến với đội chúng tôi. Tôi nghĩ đó không phải là màn ra mắt của tôi đâu. Tôi nghĩ đó là một cái sự thay đổi, một cái sự khởi sắc về chuyên môn của đội Hồ Chí Minh thôi. Không hẳn, đó không phải là cái suy tua đội hình. Thật sự thì chúng tôi về lực lượng chúng tôi cần rất là cần các cầu thủ chuyên môn tốt. Về trường hợp hai ngoại binh đã chấn thương trong thời gian vừa qua, và anh Redden thì chấn thương trận cúp quốc gia với Bình Dương, và anh Steam thì chấn thương trận với lại Hải Phòng. Và chúng tôi thực sự là trong trận đấu ngày hôm nay chúng tôi sử dụng các ngoại binh chắc chiêu cái thời gian làm sao cho các anh vào sân sẽ thích nghi với cái trận đấu, vì các anh mới quay trở lại tập luyện. Trong tất cả các trận đấu thì chúng tôi đặt ra cái mục tiêu thì là từng trận, và cái mục tiêu ví dụ những trận đấu vừa rồi thì chúng tôi là những Thanh Hóa thì chúng tôi chỉ cần một điểm, và những trận sân nhà thì chúng tôi phải có mục tiêu rõ ràng. Cũng như ban đầu chúng tôi nói đặt mục tiêu trận đấu này chúng tôi đạt thì phải 3 điểm, và trận đấu tới thì chúng tôi cũng phải vậy. Thì các bạn biết lực lượng của chúng tôi thì nó không phải là cái chất lượng, nó cũng chưa thật sự đồng đều. Cộng với lại là trong thời gian qua thì các cầu thủ của chúng tôi, các cầu thủ Tây thì ở ngoài cũng đã chấn thương, và chúng tôi không có cái sự đồng đều chất lượng của cầu thủ, thì chúng tôi chắc chắn là phải có những phương án cụ thể thôi. Thì trong giai đoạn vừa qua thì chúng tôi cũng đã khắc phục và cải thiện những cái điểm yếu, đặc biệt là cái hàng công của chúng tôi, và chỗ anh số 10, anh Tim thì chúng tôi cũng đã khắc phục được, mà không may thì anh chấn thương và mới quay lại. Thật sự thì anh cũng mới quay lại thôi. Chúng tôi cũng không dám sử dụng anh ta nhiều trong đấu ngày hôm nay. Và sắp tới tôi nghĩ cũng cần một thời gian sau các bạn nghỉ thì chúng tôi sẽ khắc phục hàng tiền đạo chúng tôi, đặc biệt là các cầu thủ ngoại sẽ tốt. Thì thật sự thì trong trận đấu ngày hôm nay thì tôi cũng đã trong phòng họp trước khi ra sân thì tôi cũng đã truyền đạt lại các cầu thủ chúng tôi là những lời gửi gắm, những lời cảm ơn tôi đã truyền tới hội cổ động viên Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì đó là cái món quà của các cầu thủ chúng tôi, nếu mà các bạn giành được thắng lợi 3 điểm, đó là cái món quà để tặng cho hội cổ động viên của chúng tôi nhân mùa Giáng sinh năm nay.